Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với NVR Vlog hương vị quê nhà. Thì hôm nay đi chợ mình đã mua được một ít gà thưa cả nhà, và mình sẽ làm một món gà hấp lá chanh và sả, xem gà mùa mưa này ăn như thế nào thưa mọi người. Thì mùa mưa này thì do được bạc về thì gà ăn sẽ không ngon, nhưng mình vẫn thử vì lâu rồi chưa được ăn gà. Thì gà được rửa sạch và chuẩn bị đem đi hấp thôi mọi người. Mình sẽ đi bẻ lá chanh, trời thì đang mưa rất nặng hạt. Lá chanh thì sẵn ở trong vườn thôi. Món này đơn giản thì không biết ngon hay không thì mình thử thôi. Ở quê thì sẵn trong vườn, có gì sử dụng đó. Và như vậy chân này là đủ để hấp rồi mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ đem vào và sẽ đi nhổ một ít sả. Bụi sả cũng nằm trong nhà luôn, rất là tiện. Sau đó mình sẽ lọt sả ở dưới đáy nồi và cho gà nằm ở trên. Gà mùa này thì có thể là không ngon như mùa bình thường, vì nước bạc về gà sẽ bị óp và không được chắc. Thì mình thấy ba bạn gà ngồi không ai mua nên mình mua cà rốt này về luôn mọi người ơi. Ngon hay không ngon cũng được, mua cho bà về cho rồi, vì trời mưa lắm mình không quay lại được thì khúc mà bà ngồi bắn gà cả, trời mưa tầm tạ luôn thưa cả nhà. Có gì nếu mà ngon hay không ngon thì mọi người cũng thông cảm, vì khi luộc gà lên thì mình sẽ biết được nó ngon hay không. Gà được sắp lên trên nồi, trong nồi, và sau đó sẽ rải lá chanh ở trên và đem đi hấp thôi. Thì hấp gà thì mình sẽ hấp bằng bếp củi, do đó hiện tại là mẹ đang nhen cái bếp lửa. Mưa nó ướt hết rồi thưa cả nhà ơi. Thì nhà cũng dùng bếp ga, nhưng cái mùa mưa lạnh lạnh này mà dùng bếp củi thì rất là ấm. Sau một lúc thì mẹ đã nhen được bếp lửa rồi, mẹ quen nên nhen rất nhanh, còn mình nhen thì hơi lâu một chút. Nó ngồi bên bếp lửa mùa mưa lạnh này thì rất là tuyệt vời luôn thưa cả nhà. Ký ức ngày xưa lại ùa về, hơi lửa, mùi khói bếp. Sau đó mình sẽ cho cái nồi gà lên, chế một ít nước và đậy nắp lại, hấp cho đến khi sôi là được rồi. Bây giờ mình sẽ ngồi canh tầm 10 đến 15 phút là xong thôi cả nhà ơi. Rất là ấm, ngoài trời thì mưa rất lớn, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão đang tiến vào miền Trung. Nhìn bếp lửa này thì mình nhớ về thời xưa, thời còn nhỏ hay ngồi bên bếp lửa. Hồi xưa là bếp kiêng. Cả nhà thấy thì cơn mưa rất là lớn, còn ngoài trời mưa rất là lớn. Mẹ mình đang làm cả để tủ lạnh thưa mọi người, và mình đang chờ cho
cái nồi gà hấp này chín là đem ra thưởng thức qua ngồi trên bếp lửa, bên bếp lửa này tức là cầm cống thôi mọi người. Hiện tại là tháng 9 âm lịch thì ở miền Trung thì mưa rất là nhiều và thường xuyên đón nhận những cơn bão. Mọi người xem video của mình thấy hay, thấy ý nghĩa thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mỗi lượt like, mỗi lượt đăng ký của các bạn là niềm động lực lớn cho mình để tiếp tục làm ra những video đời thường ý nghĩa nhất dành cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ NVR Vlog Hương Vị Quê Nhà. Chúc cả nhà một ngày thật an nhiên và hạnh phúc bên gia đình. Wow, cuối cùng nồi gà đã chín. Mùi thơm của xả và gừng bốc lên nóng hổi, quá tuyệt vời luôn thưa cả nhà ơi. Mọi người cùng xem lại cái nồi gà hấp này, trông rất hấp dẫn, thơm quá cả nhà. Bây giờ mình sẽ nhấc nồi xuống và đem ra thưởng thức. Để ăn món này thì có nhiều cách làm đồ chấm, nhưng mình sẽ đơn giản làm muối ớt như thế này thôi cả nhà ơi. Muối và một ít bột ngọt và ớt bột cùng một tải ớt tươi nữa là ok rồi. Ngoài trời mưa rất lớn này và nồi gà nóng hổi thì đang chờ mình, quá tuyệt luôn. Bây giờ mời cả nhà cùng thưởng thức với mình nhé. Wow, quá đã luôn thưa mọi người. Rất là nóng. Gà mùa này thì không được chắc cho lắm. Nhìn chung ăn là tạm được rồi thưa mọi người. Và như vậy mình đã gửi đến các bạn một nồi gà hấp chanh xả vào mùa mưa bão như thế này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Nhớ like, đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để đón xem những video mới của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.